Cô bác chị bác, trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bác sức khỏe giàu năng. Sơn cũng kính thưa với cô bác các chị các bạn, thì Sơn hiện tại giờ Sơn cũng có hai kênh, đó là ẩm thực đồng quê và ẩm thực nhỏ. Thì Sơn giờ Sơn cũng muốn tạo thêm một kênh nữa, là cái kênh này để không có quay ẩm thực nữa, chỉ quay những cái ví dụ như cuộc sống ở quê, những chuyện hài hước ở quê và những chuyện độc lạ ở đây. Mình sẽ đăng lên vào sáng lúc 7 giờ, lúc nào mà quay được là mình đăng lên lúc 7 giờ. Rất mong cô bác chị bạn thương ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn cô bác chị bạn. Thì hôm nay sẽ làm cái món đây, cái giò trường với thu linh. Đây, giò trường cắt cái khúc như thế này, thu linh cũng vậy, cắt miếng miếng thế này. Cái này giờ mình sơ chế chanh, muối, nước sôi để vô, nó giọt mình chà muối sạch hết. Này chút xíu mình luộc gừng. Đây là luộc gừng cái có chuẩn bị gừng với chanh với muối nè. Mình luộc luộc cho chín luôn một con mình xào dưa cải. Đây mình chuẩn bị dưa cải đây. Dưa cải này cũng vậy, mình mua về cái mình để nước mắm, mình bỏ vô đó mình ngâm mình bóp. Bóp hai ba nước xong cái này sạch trơn. Có mua được ít ba khía để anh em ăn cơm cho nó ngon. Đây gừng với muối. Mình vắt miếng chanh vô cho nó trắng, thu linh nó cũng trắng, giò trường nó cũng trắng luôn. Đây mình luộc chín luôn, nó sôi lên bao nhiêu bọt là mình vớt hết. Nhìn thấy nó thiệt là chín mình mới xào mới ngon. Này chín, cái nước gừng lúc này thục phức. Đếm với tỏi cho nó thiệt thơm, mình mới cho vô cải vô. Rồi chú hạt nguyên đường với bột ngọt, cải vô. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào ông bà các bác anh chị các bạn. Ăn thích ăn gì mốt đi. Lắm. Hai cái giá đó đứa thích ăn cái nào rồi mốt. Thích ăn cái nào là ăn, hồi hỏi mà thua là không có đó thua. Nào cũng đồ ăn chứ nào múc dính nào lấy đó. Múc dính nào lấy đó thì thích ăn cái nào còn ít ba khía nữa.
để cái dĩa lên trên hằng đúng để lên chảo đúng rồi em để nó gớt. Rồi, rồi rồi bỏ mấy con bò khía lên nữa là được. Rồi, rồi múc bò khía lên đây. Đó, thức ăn bò khía nhiều thì múc. Mà đổ nguyên dĩa luôn rồi. Bò khía này người ta trộn ngon lắm, nó không có mặn. Wow. Ăn này tội nghiệp chị Tâm em dòm thôi chứ ăn được. Rồi đó hả? Rồi, không tội nghiệp thôi em. Bò khía này anh bao em á. Trong còn trong tủ lạnh còn không? Hết luôn. Trong tủ lạnh còn không? Rồi, còn. Chút cho em keo đem mình chổng ăn cơm được. Ừ. Em chổng ăn cháo được rồi. Ừ. Để muộn xuống đằng cần cho yếu yếu một chút chứ. Rồi. Có gì yếu yếu bỏ thịt lên thêm. Ừ, hai đứa mình sao hai đứa bằng nhau thôi. 2.3 kg trừ cái dĩa là còn 2.1 kg. Đúng luôn. Hay đó. Hay đó. Hai đứa bằng nhau luôn. Rồi ha. Coi cái này để vỏ luôn nha. À nuốt luôn. Nó nuốt được em. Ta nói thì ta nói trời em ta không có xương nữa. Mà đi đâu thì nói đó, anh sợ em tụi em nuốt bậy bạ dướng tội nghiệp. Đó. Rồi ha. Bây giờ hôm nay hai đứa thi nha. Ok ha. Cơm với đồ ăn mỗi đứa 2.1 kg. Do trường phèo sau sao dưới cải. 4.2 kg. Ờ vậy đúng rồi. Tranh thủ. Cái này không cho không anh không tính thời gian. Nhưng mà có cái là đứa nào ăn hết trước. Nhân làm sĩ với anh uống cà phê chở với anh. Mà đợi bên thi hằng. Cố giật cái xùm. À, anh để bên thi hằng lắng nghe. Lúc nào mà tiền để bên em là không giờ em thắng được, ngộ vậy. Thôi. Gì đang nữa. Gì đang nữa. Mặn em, mặn nghe. Mặn dễ nuốt. Ừ, không biết đâu. Hồi đừng có thừa mặn quá này nọ nghe. Ba khía nó cũng mặn đó, dưa cải nó cũng mặn đó. Ta ăn được ta ăn, sao mặn kệ, ăn mặn được ta ăn. Ừ, thì anh nói gì đó, tội nghiệp em thôi. Rồi, mời cô bác dùng nghề với em đi. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm, thịt do trường xào. Dạ, chú mời cô bác dùng cơm thế hạn nha. 1, 2, 3, Ben. Ủa, Ben ơi, làm đúng không? Ừ. Cơm dùng như đống núi Trường Sơn chứ chồng. Hai đứa này ăn cơm khay trong mắt luôn. Có cái dĩa ở giữa, có bỏ vỏ bò khía hay bỏ, đúng rồi. Cái món này cũng ngon, ngon lắm em. Cơm, dầu trường, phú linh, xào dưa cải, bò khía. Đưa 2.1 kg. Có dữ. Anh nói làm sao anh nuốt miếng làm sao? Tại anh thấy cái bò khía anh nuốt luôn miếng. Cái tạc xấu vậy đó. Phải mắm là nước luôn miếng à. Món nào cũng nước. Nước thật thật luôn. Ngon. Chua ngọt. Chua ngọt. Ăn mắm hoài. Ừ. Vâng uống mẹ cái một khỏi mất công trang hoài thằng ơi. Mất thời gian. Lớn là quên. Lấy đồ dặn dặn này giùm anh cái em. Đít là đít để chân nè. Để cầm mỗi tay. Chị Trâm hồi sáng giờ đi bẻ dừa. Còn phía Hằng này đi nấu rượu. Hai đứa đi làm không? Vừa về ghé mình.
Dạ, ăn sơ ăn cơm, về khỏi ăn cơm. Đúng rồi. Hai đứa, đứa thì nuôi hai đứa gái, thằng thì nuôi hai thằng trai. Mỗi đứa mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Thôi mai hay bắt gà làm cho Tâm ơi. Xong là ok. Bà khía còn mặn quá. Ủa anh mua mấy lần ăn ngọ vừa ăn không hả? Mặn rồi. Mặn hả? Ôi, bữa nay thì chị này chí quá. Chị quên sao. Thôi mặn ăn được như ăn nha bà khía nha. Anh không ép ăn bà khía nhiều à. Bà khía nhiều là ăn nhiều quá, nhiều khi mặn ăn nhiều quá uống nước. Bà khía có thể cùng cũng được, không sao. Khía nhiều khi mặn quá, ăn nhiều quá, uống nước. Thích ăn mà khía thì ăn, thích không ăn thì thôi. Lỡ rồi, mặn quá, ăn ít thôi. Đắng luôn á. Ừ. Hôm bữa anh mua nhiều lần, cái chị này chứ trộn vừa ăn lắm. À, thôi em là loại bỏ bà khía qua đi, trừ bà khía 100 gram rồi còn 2 kg cho nó hợp lý. Mặn quá thôi đừng ăn, ăn uống nước dữ lắm á. Rồi anh mua bà khía anh thấy nhiều lần ngon, vừa ăn anh không có thử lại. Thank you.
hồi nào có lấy khăn á Tùng. Có mặn sao mà ăn mà khiếu hoài thế nè. Khoái à? Ăn mặn cũng ăn lắm. Không thấy ăn hơi mặn thôi. Ăn bớt mặn lại chút đi rồi. Mặn nhiều quá không tốt đâu. Rồi hồi nãy mình chan được mắm rồi mới là chóng mặt. Có bỏ vô miếng bột ngọt. Dạ. Cắn chanh. Dạ. Biết tại anh ăn cái này em làm được mắm anh không biết. Thấy anh hiểu mặn nó chịu rồi chơi thế anh tập trung nó chuyên môn quá vậy thế anh quyết liệt luôn ạ. Em nay nhiêu tuổi anh nay vẫn vụ thôi được khí đủ. Em tuổi gì hằng anh quên hằng không biết tuổi còn gì anh mở mấy cái clip anh quay á lục tua tua rồi anh coi lên Google hỏi hả gì em có nốt không có lên Google hỏi là thi hằng hôm nay nhiêu tuổi rồi ta trả lời phải không ở địa chỉ tên gì nhà đâu nhiêu tuổi em có nói không tuổi con gì có nói không anh quá anh hỏi có chưa nói cho anh là tuổi mà tuổi còn lật đặt thấy cái mọi thấy thì trong bữa nay làm như là hơi đừng cháu họ mới ăn vô móc ăn lẻ không móc cũng ăn cơm vậy. Làm gì khóc á chị Dôm ăn ngồi cưới người đẹp rồi làm gì khóc bị cảm cây dừa giăng nắng quá dạ. Chiều nay xin nghỉ quá mệt quá nghỉ bây giờ á người đừng sao á cũng ăn dữ lắm chứ đừng để ăn dữ thôi mà thấy mà cảm giác ăn không nổi thì nghỉ nghe chứ chung thua cũng được em không có đừng cố bệnh thôi thua cũng được nhiều khi cô bác chịu bảo thông cảm à mấy lần trước thì ăn dữ mà hôm nay bệnh thì thôi rồi rất mong cô bác chịu bảo thông cảm với chị chung. Chị chung không có báo mình là biết chứ thôi chị chung báo mình biết là mình sẽ nghỉ vô mình ăn thấy chị chung rồi chứ mình không biết gì trong bệnh nghĩ đi em chứ thấy ăn hết thì nghĩ sớm giờ không nói anh biết anh sắp xếp cho em nghĩ rồi đâu có để mang đâu tính gắn gắn được không có chuyện rồi lấy khăn chùi mũi ra rồi còn thằng anh Hằng ăn hết rồi nhận cái quà của anh Hằng ơi nhiều khi anh em mà có bệnh mình không hay rồi mình cũng không ép. Bữa nay thi không được thì mai thi tiếp.
chung rồi từ phía ăn thôi. Phải ăn hết thì có năm sĩ. Đơn giản. Mà nó có bệnh báo anh biết nha, để sắp xếp với chị Trâm để quay về thất bại lắm á. Sớm nằm mê man nghe chung dịch cũng giật mình. Dạ. Nhưng mà phải báo anh biết để anh sắp xếp người khác quay với Thí Thành. Anh em mình đông mà. Anh cũng được. Ăn mình bốn em hả? Không hả? Quen. Quen hả? Ngon thế ăn. Ngon quá. Ăn mình cứ làm bầu không khí nó mát mẻ rồi. Dạ. Ừ. Khỏi, không chạy đua ra không? Từ từ ăn em ơi, từ từ ăn thử thức, không có chạy đua nữa rồi. Ăn tiếp rồi. Dạ. Yeah. Đi sớm giờ nhớ nhà quá. Ừ. Nhà nhà nó không có ai cấp cái nhà của em đâu, khỏi lo. Nó còn nằm yên đó. Nhớ con thì nó nhớ con. Hay nhớ nói nhớ gì thì nói, dụ đừng nói với nhà. Nhớ anh yêu ở sớm. Ừ. Cái nhà em đâu có gió, đâu có bay nổi. Ừ. Gì? Nói gió không bay nổi gì. Bay mất đêm mấy đống to này. Dạ. Đống cây mà. Cột gịch chết thấy mờ rồi không bay. Nó bay to chứ đâu bay luôn cái nhà đâu. Nhà tạm bợ. Anh nói nó bay là bay miếng cái nhà chứ nó bay to đâu. Bay gì bay, cửa cái cột rồi. Lấy con xu chùm lại hả? Ừ. Dễ. Đang làm cửa nhà cửa ở đàng hoàng ta chứ. Ừ. Ok. Quá hay, quá lẹ luôn.
Dạ. Hai ông khói với lọ không quên chùi sốt ra cho. Nấu rượu hả? Ừ. Nó có đeo khẩu trang. Làm gì hai ông khói với lọ mà quên chùi. Nó có đeo khẩu trang, đâu? Ừ. Giác bụng gọn quá. Mình đẹp thẳng rồi, đâu cần phải bịt bọc chứ. Thôi 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 thôi, ăn ăn giùm giùm con cái. Kêu bằng con luôn á, xin con luôn á. Ủa? Hồi sớm em nghe đang ăn ngon luôn cái tự nhiên nói người đẹp ngồi cái người đẹp với em nghe mình nhậu quá. Giờ em nói với anh kêu xin con em hả? Ừ. Để em nói rồi. Người đẹp thôi, kêu người đẹp thôi, tại em không phải đẹp. Tại anh kêu thôi, em đâu kêu. Vậy là kêu Phùng Huy đâu? Mới có chọc lại không? Hết nói luôn. Phùng Huy. Chào em Phùng Huy. Ừ. Không có kêu người đẹp nữa. Tại mình biết em không, mình không đẹp đâu, mình kêu đẹp mình hơi ngại. Ở dưới còn hai cục nữa nè. Hai cục dịch chưa. Thì Trâm hôm nay là thua lý do là bệnh, là có gì là mình chấp nhận luôn không hả Trâm? Chấp nhận. Rồi sập luôn. Cơm này nó còn ướt ướt nè. Anh hỏi ăn với anh ba là nó khô, ăn đùi gà nó khô răng luôn á. Dạ. Bữa hôm em ăn nhiều hơn, em với anh ba ăn là 5.6 kg. Hôm nay ăn có tính hai người có 4.2 kg. Hôm nay có đồ xào mà nó trơn trơn. Ừ. Hỏi mà khô răng luôn à. Em chan cà đá vô luôn ăn luôn á. Thế Hằng nuốt hết rồi hỏi Thế Hằng này. Thế Hằng, cái đậu xào chua này anh xào em ăn cảm nhận nó sao Thế Hằng? Cho anh biết cái cảm nhận nó nè. Chua ngọt, giòn, ngon. Ngon hả? Ừ. Ok em, tao có tóm lại là ăn được phải không? Ừ, tao mất kêu à. Hồi nay anh Tung bệnh rồi em gửi cho anh Tung 200.000. Ừ, rồi ok em. Cảm ơn em. Ba anh em mình cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dành an, xin chào, hẹn lại, bye bye. Bye bye.